Hello, TT xin kính chào tất cả anh chị em ạ. Nhân dịp lễ 2 tây tháng 9 ở tại Bình Dương, TT buổi sáng chạy xe đi dạo và đi quay hành trình 2 tây tháng 9 Thủ Dầu Một, Bình Dương. Nhưng mà bữa nay đi chợ kẹt đường quá trời rồi. Bữa nay đi chợ kẹt đường, kẹt xá, không có chỗ để xe luôn mọi người ơi. Mọi người nhìn nè, xe quá trời xe luôn, gian động luôn bữa nay. Bữa nay cầu mong rằng ông trời không mưa nha, bảo đảm luôn. Bán hả? Tách tành tạch luôn. Bữa nay bán từ sáng cho đến tối luôn á. Bán gian động luôn, lấy tiền trả tiền nhân viên luôn á bữa nay á. Thôi bây giờ em đi ra ngoài nha, em chạy xe ra ngoài, em kiếm bãi giữ xe. Bữa nay sợ không có bãi giữ xe nữa. Đây là bến sông Bạch Đằng nha, Thi đang chạy nè. Thi sẽ quay xung quanh cho mọi người xem, để cho mọi người biết là địa điểm mọi người đến chơi. Năm nào người ta cũng làm lễ hội như vậy hết trơn mọi người. Người ta làm cái cho lễ hội Bạch Đằng này luôn, mỗi năm nha. Rất là đông đúc và vui luôn ạ. Tất cả anh chị em các nơi, các tỉnh đều ghé tập trung qua đây luôn ạ. Nhìn rất là nôn nao và háo hức luôn ạ. Và đặc biệt là người kinh doanh giống như Thi vậy nè, háo hức để tranh thủ để phục vụ mọi người bữa nay cho chấn động ngày nay luôn. Bữa nay anh chị em thì nghĩ là chơi tới trưa, cái qua nhà Thi ăn luôn đó. Đây nè, quá trời đông rồi. Mà Thi phải đi dạo một vòng cái đã, để Thi quảng bá ở khu vực Bình Dương này cho mọi người thấy nha. Đây cũng đông người quay phim lắm nè, đó. Lên chương trình truyền hình HTV luôn, gian động luôn bữa nay. Bây giờ em đi gửi xe nha, để em đi vô tất cả các gian hàng và em mua sắm thêm nữa, để coi coi bữa nay người ta có trò chơi gì nè. Có trò chơi gì đang vui lắm nè, nhộn nhịp quá trời luôn rồi. Bây giờ mình qua bên đây gửi xe đi em ơi. Ra bên quán cà phê gửi xe nè. Đó, gian động luôn. Kìa, có mấy anh bảo vệ đường xá nữa kìa, đẹp trai quá trời rồi. Đây nè, kìa người ta kêu đi quá trời luôn kìa. Thì đi lên thì quảng đi quẹo trái, đi quẹo trái đi, không có chỗ gửi xe. Hiện tại là Thi đang đứng ngay chỗ là bến Bạch Đằng tại Thủ Dầu Một, Bình Dương. Nhưng hiện tại là có một cái trò chơi nhân gian, đó chính là trò chơi đua ghe ngô. Nhưng mà người ta cũng đang quảng bá rất là nhiều thứ luôn. Ở đây là một cái bến nha, cái bến phà thành phố Thủ Dầu Một nè. Bây giờ là em đứng nơi đây á, em quay cho tất cả anh chị em xem được không? Tất cả các không gian rất là đông đúc luôn. Bây giờ mình đi qua bển nha, mình coi bến phà để coi người ta chơi trò gì, coi coi ai thắng ai thua thì sẽ thông báo cho tất cả anh chị em mình biết nha. Bắt đầu mình đi nè. Bữa nay là Thi nghĩ là gian động luôn đó, từ đây cho đến chiều đến tối luôn. Dịp lễ mà giống như mình ở đây nè, mình đi chơi thành phố chơi, ở thành phố vậy để chơi vậy đó mọi người. Ôi quá đông luôn thấy chưa mọi người. Bây giờ mình đi xe vô đi gặp tất cả mọi người nha, gặp tất cả anh chị em đi xem đua ghe. Ở đây cao quá mình đứng không tới, mình qua cái chỗ nào thấp thấp tí xíu đi. Bữa nay hả, vừa ra xem đua ghe mà vừa ra xem trai đẹp luôn, gian động bữa nay. Kìa ghe kìa. Rồi rồi bà đi đâu? Đi xuống đây nè, tức qua cổ. Ở đâu đến? 12 giờ mới bán. 12 giờ. Đúng rồi, bây giờ đi ra đây phải la làng lên nè, bắt lo la lên đi 12 giờ. La lên cho mọi người biết đi. Mấy anh chị ơi, 12 giờ ghé qua quán gọi em nha. Kìa người ta đua ghe kìa. Hồi nãy giờ đua mấy cặp rồi chị? Nãy giờ xem đua mấy cặp rồi? Này là 6-7 chiếc vậy. 6-7 chiếc hả? Anh ơi, mạnh lên anh. Cố lên anh ơi. Trời, anh đua ghe kìa. Chấn động luôn rồi kìa. Mỏi tay dữ anh ơi. Anh nào thắng lấy em làm vợ nha. Đó, chút nữa khán giả bu lại nhìn em thôi. Gian động luôn rồi. Biết gì nãy mặc đầm đuôi cá ra đây là được. Thôi giờ em đi dạo chơi nữa nè. Mấy chị nãy giờ đến đây lâu chưa? Từ sáng hả? Từ 8 giờ. Ủa, cái dắt chồng đi chơi không mà đi kiếm trai giống em? Không, chồng bỏ nhà rồi đi thi. À, bỏ nhà rồi hả? Đi thi mê rồi sao? À, trời ơi, chấn động luôn. Bữa nay vui dễ sợ. Đi ra đây biết sao, em nói 12 giờ quán em mở gọi, quán gọi. Để mất công mấy chị vô sớm quá, nãy giờ quá vô sớm luôn rồi. Em chưa mở cửa đó, mấy anh chị chạy ngang nhà để vô ăn trước rồi đó. Cho nên đến 12 giờ đi. 12 giờ nha mấy anh chị ơi. 12 giờ ghé em nha. Giờ em đi chơi rồi, em đi về tranh thủ. Đi kiếm trai đẹp, đi kiếm chồng nè. Coi coi anh nào được được coi. Ở này được chưa? Mấy tuổi rồi? Được không? Mấy tuổi rồi? 25 tuổi, quá dư sức rồi. Thường là 18 tuổi. Trai tơ đỡ. Vui quá trời, giờ đi kiếm trai đẹp mới được. Đi tung tăng mới được, coi anh nào lẻ loi mình ơn. Mà toàn có người yêu không ạ? À? Trai đẹp đi với người yêu hết trơn rồi nè. Đi cặp cặp hết trơn rồi, đi chơi vui hết trơn rồi nè. Còn anh này đi với ai? Đi với người yêu luôn hả? Có người yêu chưa? Đâu vợ đâu? Có vợ chưa? Đâu, mượn vợ chồng đi chơi vòng coi. Đẹp trai quá à. Mượn chồng ta không à, đi ra đây cũng mượn chồng ta nữa. Ở quán cũng mượn chồng ta. Mọi người ơi, có đài âm thanh, phát thanh, phát sóng nữa nè.
đó, phát sóng trực tiếp luôn. Đây người ta phát sóng trên đài truyền hình luôn nè mọi người ơi, quay phim quá trời luôn. Bởi vì người ta đâu có cho ra cái bến phà đâu. Ở đây là một cái bến phà lớn luôn á, ngay khu vực bến phà luôn. Bây giờ mình đi qua bên kia nha, mình đi qua bên kia có những cái gì đó khác nữa. Hiện tại mọi người thấy người đi đông đúc không à, trên đường Bạch Đằng à. Đó, rất là đông luôn, đang kẹt xe luôn nha quý vị. Đó, gửi xe không có bãi gửi xe luôn. Gửi xe đầy hết cái khu vực đằng kia luôn kìa, quá cho đông luôn rồi. Giang động luôn. Bởi vì hỏi tại sao mà người ta thích đi chơi 2 tây tháng 9 chung với gia đình và chung với người yêu người ta, đi trải nghiệm, đi chơi du lịch. Đó, ngày lễ được nghỉ được 4-5 ngày nhiêu vậy đâu rồi. Ủa nhiêu vậy, đưa tiền đi. Chưa ghé qua quán con chơi nha. Ủa đi về hả con? Bỏ hết rồi hả? Tan hả? Ôi nãy giờ ai thắng vậy, đi coi lẹ lên đi. Đó là người ta hết rồi kìa. Coi ơi, ai ghe nào thắng gì để mình lấy anh đó làm chồng nè. Này nè, làm chồng em được. Kìa có mấy anh bảo hộ nữa kìa. Đây nè, mấy anh bảo hộ kìa. Mấy anh bảo hộ đang trên ghe kìa, đẹp trai quá trời ơi. Mấy anh bộ đội kìa. Mấy anh bộ đội ơi. Em nè. Anh bộ đội. Anh ơi. Diễm Thu. Diễm Thu ơi, qua nhà mẹ chơi nha con. Con ở đâu vậy? Con đi chơi với ai vậy? Con đang đi tùm lum chơi vậy đó. Rồi nãy giờ đi chơi chưa? Đi với ai? Đi rồi. Con nhiêu tuổi vậy? Con 12. 12 tuổi, có bạn trai chưa? Chưa. Chưa hả? Rồi mẹ có biết con là con gái chưa? Biết. Hả? Biết hả? Có bao giờ mặc đầm không? Có. Con rất là tự tin, coi sải bước trên vàng runway với mẹ nè. 1, 2, 3, bến Bạch Đằng, Diễm Thu. 12 tuổi. Diễm Thu 12 tuổi. Đó, thích làm con gái từ lúc nào vậy con? Lúc con 4-5 tuổi là thích làm gái rồi. Rồi ba mẹ có la gầy con không? Không. Không hả? Rồi con đi chơi sáng giờ có ba mẹ đi theo không? Dạ không. Con ăn gì chưa? Có ăn. Đi ăn đi, chút nữa chị dắt đi ăn khỏi tốn tiền. Ừ. Được không? Có. Rồi ở nhà có làm gì chưa hay đang đi học? Ờ đi chung với chị hả? Dạ. Ở nhà có làm gì không? Dạ có. Làm gì vậy con? Bán giấy số. Bán giấy số hả? Ê trưa nay lễ nè, xách giấy số qua nhà chị bán đi. Ở nhà chị có đứa Diễm Trinh. Nó nghe nè, chưa đi qua nhà chị bán. Ở nhà chị có đứa tên Diễm Trinh nữa, hợp với em lắm á. Ba bệnh chơi với nó nha. Ba bệnh bán gỏi. Hả? Lý Trần Tấn Tài. Rồi bán giấy số ngày được nhiêu tấm? Ngày được 150. Ê mấy anh nè, vô đây nè con. Ôi mấy anh này nãy nè bơi đua ghe đó phải không? Dạ. Ôi. Đẹp trai quá nè anh này nè, nãy anh bơi thắng hay thua? Thắng à? Thắng hả? Anh này làm chồng đi rồi. Cầm ơi lẹ lên đi. Lẹ lên. Ê anh này thắng nè. Thắng hả? Được gì vậy? Được giải gì? Xíu qua quán có biết mấy không? Xíu qua quán. Đó. Em đang tiễn người thắng để làm chồng em nè. Ủa nãy mới bơi đây phải không? Mới đuôi chiếc ghe đó phải không? Đúng rồi. Đẹp trai vậy trời. Rồi thắng được cái gì, giải gì ở đây vậy? Được giải gì? Quy chương vàng hả? Mà nãy thắng hả? Đúng rồi. Ủa chúng ta đi qua nhà em chơi nha. Ờ qua quán không, qua nhà em nãy giờ đang tìm người chiến thắng để làm chồng em nè. Qua quán thôi, qua nhà không được. Ủa đẹp trai quá. Ê có vợ rồi hả? Có vợ rồi hả? Anh có vợ chưa? Vợ đâu, có vợ chưa? Trời ơi, chưa vợ đi chơi với em anh, em dẫn anh. Bây giờ anh thắng rồi, dẫn anh đi bao ăn, gỏi đu đủ, miễn phí. Đi, đi theo em. Ôm em đi, bồng em đi. Bồng em đi anh, bồng em đi. Vợ em lên quay một vòng. Vợ. Anh thắng rồi, trời ơi, làm chồng đi rồi, thích quá à. Ôi đẹp trai quá mọi người ơi. Mấy chị ơi, thấy phù hợp với em không vậy? Xứng đôi với em không? Về làm chồng bắn gỏi nè. Ủa năm nào cũng bơi ở đây hết trơn hả anh? Năm nào cũng đua hả? Bao nhiêu người trên chiếc ghe vậy? 10 người. 10 người. À, rồi đua mấy vòng? 2 vòng, nào 1 vòng 500 với 1 vòng 1000 mét. 1 vòng 500 mét, 1 vòng 1000 mét. Mà 2 vòng đó anh thắng 2 vòng luôn. Hả? Vòng 500 thì thắng rồi, vòng 1000 mét. Trọng tài nào mà? Trọng tài nào đâu, trọng tài đâu? Quá hỏi tài coi thôi. Vậy hả? Ôi kìa này đẹp trai quá à. Qua này tiếp. Ôi ôi. Đứng im đi. Ê trời ơi. Cái nè này đẹp trai quá hả? Ôi ôi. Ôi cơ bắp quá trời luôn rồi, coi nào nữa không? Này đi. Ôi ôi. Cơ bắp không luôn á. Coi này đi. Này đi. Ôi ôi. Có vợ rồi hả? Ôi, đây là người ta đang chấm điểm nè. Đâu rồi? Chị Diễm Trinh đi chơi đua ghe hả? Ủa đi chơi đua ghe hả, vui không? Vui. Vui hả? Mỗi ngày ở nhà thi không mà uống trà tắc không tính tiền. Đó, vô phụ bán trà Diễm Trinh. Ái Linh hả? À, nữ hoa hậu Ái Linh đi xem đua ghe Bình Dương. Giơ tay lên.
thả đùa mới tính. Thả đùa hả? Bà đua ghe rồi chưa? Rồi. Campuchia luôn đẹp trai vậy trời. Ê, sao đẹp trai vậy? Ủa đây là ghe đua Sóc Trăng phải không? Đúng rồi. À. Thượng An. Rồi ai chụp hình đâu? Đó. Sao anh nào cũng bự bự hết trơn vậy? Chắc có bầu quá. Bốn anh có bầu một lượt một quá. Cảm ơn nha. Rồi thắng ai thua? Thắng hả? À, lỡ tao quên nhỏ. Hai nữa ngỡ. À, đây là Sóc Trăng. Trà Vinh đua ghe. Sao đẹp trai quá trời. Anh quẩy bóp đi theo em hả gì vậy? Anh đẹp trai quá. Ủa anh trực ở đây từ sáng giờ hả anh? Anh trực đây từ sáng đến giờ. Rồi giờ xong chưa? Giờ vừa mới xong. Rồi từ đây tới chiều có chơi nữa không? Hết rồi. Hết rồi hả? Ngày mai có chơi nữa không? Hết rồi. Hôm nay là... Hết rồi hả? Mà cái này bên gì? Bộ đội hả? Bộ đội. Anh là bộ đội. Mà anh trực ở đây luôn hay sao? Anh ở Thủ Dầu Một, Bình Dương. À, sao đẹp trai quá à? Anh có vợ chưa? Có rồi. Có rồi hả? Tụi nó không có vợ làm chồng em. Cảm ơn anh nhiều nha. Ồ, đẹp trai quá trời ơi. Bây giờ vậy nè, chương trình người ta đã chơi xong kết thúc rồi. Em sẽ đi lại tìm mua đồ ăn, trái cây để em về, em cho nhân viên em ăn. Còn anh này là gì? Gác hả? Bảo đội hả? Bộ đội. À, anh mới làm mấy bơm cho Thi nè. Mấy bơm nước á. Quên nữa, quên sao? Ủa, anh làm mấy bơm nước của anh làm bộ đội luôn. Anh ơi, không mấy bơm nước ở sau là anh thừa thiệt. Hết 900 ngàn hả gì á, bữa đó đó, phải không anh? 900 ngàn dễ thương quá, rồi anh làm đây mỗi ngày hả? Anh trực đây luôn hả? À, anh làm bên phường, anh được làm mấy bơm luôn. Này đẹp quá à, ngon ngon quá vậy, rồi bơi rồi chưa? Thắng hay thua? Thua. Thua hả, ước mình nó chơi thấy thương quá ha, anh ở đây luôn hả? Ở đây luôn, rồi ngày nào cũng đi bơi hay sao? Không, lo vợ có từng lễ rồi. À, có vợ chưa? Chưa hả? Bữa nay thắng không? Thắng chúng em đại gọi cho ăn. Thua. Thua hả? Thua rồi. Phải thắng đi, lấy anh làm chồng luôn. Lấy anh làm chồng luôn nếu thắng. Đẹp trai quá vậy trời. Có đi tập gym không? Ôi, sao mà ngon quá vậy trời. Ôi, cái đùi sao nó căng quá trời luôn rồi nè. Có đi đá banh không? Cái đùi quá đét luôn rồi, quá căng luôn rồi. Nè, gân nổi quá trời luôn, thấy thích ghê á. Đẹp trai quá trời. Trời ơi, trai đẹp ra đây nè, khỏi đi tìm ở đâu hết trơn á. Kiếm mấy anh đua ghe là đẹp đẹp không luôn, ngon ngon không luôn đó. Đã chưa có chồng mà đi ra đây đi, ghẹo anh nào được anh đó. Đây bữa giờ thì chưa đi gian hàng này. Một cái gian hàng này là cái gian hàng mua bán. Giống như xúc xích nè. Ở lạp xưởng. Đây là lạp xưởng tươi. Mưa hai ngày chấn động bởi vì ế giống nhau. Bữa nay là đông nè. Đừng có mưa là đông. Anh thử này đi. Thôi được rồi chị, cảm ơn chị nhiều. Dễ thương quá ha. Rồi bán ở đây rồi bán ở đâu? Rồi khi rồi nghỉ bán ở đây bán ở đâu? Thành phố mới, Thủ Dầu Một, Bình Dương. Nhìn thấy ngon quá à. Ăn thử đi, chừng để mình lấy về mình bán. Chị bán Thủ Dầu Một, mình bán Bình Dương. Mình lấy của chị bán á. Ừ. Cảm ơn chị nhiều nha. Dễ thương quá à. Chúc chị mua mai bán được nha. Không có thời gian, lo đi dạo dạo chơi nè. Cảm ơn chị. Còn mình đi gian hàng gì đây? Trẻ trộn. Cái này là da heo. Ê, em không biết ăn cái lá này. À, đi thả miền Trung. Mấy bữa nay mưa quá hả chị ha. Cảm ơn chị nhiều nha. Nhiều chồng lắm. 12 giờ mới bán. Còn bên đây bán gì nữa? Đại trai đẹp nhiều quá vậy. Anh nói đẹp trai quá à. Ra đây nè ông xã. Ra đây nó nghe nè. Đoàn thanh niên hả? 17 tuổi hả? Đủ ăn rồi. 17 gì mà bự chứ vậy. Này là cỡ 22. 19 tuổi hả? Ủa cái này bán cho mình hay bán cho người ta? Bán cho phường. À, phường ở đây luôn hả? Phường ở đâu? Phường Định Hòa là Định Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương. Thôi giờ mình mua này về để tối nấu canh cho nhân viên ăn nè. Mua này mới đi, lỡ rồi ra đây mua rau củ luôn về nấu cơm nấu canh cho nhân viên ăn. Ô em, mà bầu này là bầu mua tự chồng hay là bầu mình mua lại? Ê, bầu chồng luôn, tươi nguyên chất luôn, nó ngon như là cái anh này vậy nè. Ủa chắc quá vậy trời. Nhờ anh này đẹp trai mình mới vô mua chứ dễ gì vô mua, đi qua nữa rồi. Đẹp trai đó. Có người yêu chưa? Chưa có ai hết trơn hả? Thôi lấy mình đi làm người yêu đi. Bạn gái được không? Nè. Coi tổng cộng nhiêu tiền vậy? Em gái, trả tiền đi em gái. Ủa cơ bắp không này có đi tập không? Có đi tập gym không? Dạ không. Không hả? Bữa nào về ở với Thi nha. Thi cho đi tập gym. Cho nó bự lên. Rồi hai đứa mình kết đôi. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn nhiều, anh đó cũng đẹp trai quá à. Nếu chưa có người yêu hai đứa mình đến nhau. Cô biết. Đã, duyên. Cái duyên hai đứa mình kết nối. Cô biết. Kết nối cầu vòng. Cô biết. Nè em gái nè. Tặng cô nè. Trời, nãy giờ chị đi kiếm em, nhà chị cũng có bán cà na rồi. Vậy hả? Bây giờ chị lấy vé số đi, chị mua vé số. Ê mà trưa nay qua nhà chị bán chơi một tí không?
gần bến nè. Có biết. À, 2 giờ qua chơi đi. 2 giờ hả? Ờ, 2 giờ qua bển chị cho ăn bún miễn phí. Chị cho uống nước miễn phí, không có tính tiền. Qua bển là bán vé số hết nha. Cái này lạnh nhiều tắm. Trăm mấy lận. Trăm mấy là không đủ bán đâu. Con là phải bán từ 300 tắm. Qua nhà chị bán trưa nay đông dữ lắm luôn, bán gian động luôn đó nha. À, okay. Trưa nay đi qua bển bán nha, con tôi bún ăn. Dạ. Nhớ nha, nó qua trưa nay. Đi sao cũng dễ thương nè, chị em nhau nè. Cái bình này đẹp nè. Ê, đứng hồi cái anh cho mình luôn đó. Đây nè, cái bình này dễ thương nè mọi người ơi. Cái này giờ qua tay của người Việt Nam mình. Vẽ trực tiếp, dạ, phải không? Vẽ thủ công luôn. Nhưng mà cái này là gỗ, dạ. Cái này là vẽ. Dạ, đúng rồi. Ừ. Đắp nổi. Cái này là đắp nổi hả? Cái này đắp nổi lên luôn. Đó, rồi bán viên cái nhiêu? Cái này bán cái 3 triệu. Cái này tới 3 triệu, cái này đắp giá. Đó, tưởng đâu cái cỡ 1 triệu mình mua luôn. Mình mua về mình trưng bày nha. Rồi dễ thương quá à. Đây. Đây có cúp vàng luôn nè mọi người, giấy chứng nhận vẽ luôn nè. Ủa bộ bán một cái là tặng một cái hả? À, giấy chứng nhận cho những người vẽ thôi. Nè tỉnh nào vẽ? Dạ Bình Dương ở đây luôn hả? Ở người Bình Dương vẽ luôn. Trời ơi, người Bình Dương phải tặng cho Thi mới đúng á. Thi Quảng Ba. Ê đẹp chứ bộ, dễ thương. Và sau đây chương trình Thi gọi đầy đủ ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả luôn luôn yêu quan tâm và yêu mến. Nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh cho Thi nha. Hiện tại là Thi đã đi hết những chương trình ngày hôm nay thì cũng rất là vui. Một buổi sáng Thi trích ra một cái thời gian để đi dạo quay cho tất cả anh chị em mình xem dịp lễ 2 Tây tháng 9. Thi xin chân thành cảm ơn tất cả quý bà con cô bác rất là nhiều và luôn luôn yêu mến. Địa chỉ quán gọi nhà Thi 54 Phạm Ngũ Lão, phường Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương. Hoạt động vào lúc 13 giờ trưa cho đến 22 giờ tối hàng ngày. Nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh Thi Vlog mỗi ngày nha. Tại Thủ Dầu Một, Bình Dương.